Hey guys, this new motorcycle I'm thinking about looking at before I buy it. What you gotta think? It's like a ninja motorcycle, but it's actually called Dongfeng. It's 50cc, but it's like a ninja, you know, or Suzuki or Yamaha sport bike out there. Thing is, it's the tire little small, you know, it'll go up to 60, 50 easy, and cả nhà thấy sao? Còn dự tính mua chiếc motorcycle mới rồi, chạy hơi chậm nhưng mà nó cũng 50cc thì cũng ra đường được, nhưng mà không có ra sở lộ được thôi. Thì cái ông này ông đang bán, thì ông cho Quang Dương test ride lái. So the owner let me test ride it. Today now I'm coming over to test ride it. Here's the helmet and đây là cái nón giống như nón bảo hiểm vậy đó, nón cũng mô tô á. Một chút nữa Quang Dương sẽ test ride. Có bản số đầy đầy đủ luôn, có điều không cần bản, không cần bằng lái mô tô để lái chiếc này. You don't really need a motorcycle license to drive this, because it's like a moped or scooter, so all you need is just a tag. And I'm gonna test drive it in a minute, just get started. Quang Dương vừa mới đè lên rồi chuẩn bị lái nè. Ok cả nhà. Không biết nữa, phải lái chứ mới biết có nên mua hay không. But it looks nice though. Nhìn đẹp lắm á. I'll see test drive right now, see how it is. Just test drive around the neighbor first and then I'll go out the street. Giờ Quang Dương lái vòng vòng cái khu apartment này xong rồi mới chạy ra ngoài đường. Cái bình xăng này lâu lắm, 2 tuần mới hết lận. Đổ bình xăng này có 2 đồng à. You fill up the gas already and the gas tank will last like a week or two, so you know, I can test drive around however long I want. Just let me do it. Ok cả nhà, bây giờ đi test drive. Chiếc này là chiếc không có phải là số tay, ô tô thôi. Số tay thì khó hơn chút, mà cái này là ô tô thì chỉ có ga bên phải thôi. Rồi thắng giống y, giống y chiếc mô tô thôi, nhưng mà có điều không phải là số tay thôi, số tự động. It's just like a manual motorcycle, but it's automatic. Alright, I'm gonna go for a ride now.